Hello mọi người, lại là mình đây. Bây giờ mình sẽ trộn cơm nha. Đây là tương. Là tương các bạn ạ. Có hai cái thìa đấy. Có một cái mà. Tôi thấy. Ừ nhỉ. Nãy mình trách nhầm quán các bạn. Nên mình không cảm thấy có lỗi đâu. Giờ mình sẽ trộn tương tương ở đây. Làm chị cần em đúng không? Nãy người ta hỏi mình là ăn trứng lòng đỏ hay là gì, mình bảo là ăn trứng lòng đỏ tại vì lúc đấy mình mua hơi sớm. Trứng lòng đỏ còn trứng gì nữa? Trứng lòng đỏ với trứng chín này, mình sẽ trộn nha các bạn. Thế là trứng chín này. Mình nên nhặt giá nha các bạn, bởi vì mình không ăn được lắm. Mình sẽ để tạm đây đã. Trộn hơi lỗi các bạn ạ. Chín các bạn thông cảm. Có nhiều cơm đấy. Mình cơm. Nhiều quá các bạn. Siêu nhiều. Ăn xong bữa hôm nay thì mình sẽ no nhức nách luôn. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Không trộn nổi. Ăn không. Mời mọi người ăn cơm. Mãi vẫn chưa trộn xong các bạn ạ. Quá nhiều. Ừ, tí nào ơi, bắt từ chân đấy. Ai giấu biết của anh Minh hả? Bye bye mọi người nha. Bye bye.